Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh chuyện ma cùng Thiên Như và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thì là thư giãn luôn nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này là như được chị Hiếu gửi lại cho Như và sự việc này là xảy ra với một người ở trong dòng họ ngoại của chị Hiếu. Nhân vật chính ở trong câu chuyện này là chị Tư và chồng của chị tên là anh Tư. Hồi trước hai người quen nhau một khoảng thời gian ngắn, sau đó chị Tư phát hiện mình cấn bầu rồi thì hai người mới tiến hành làm đám cưới. Chị Tư từ lúc nhỏ ba mẹ đã mất bởi một vụ tai nạn giao thông rồi, chị chỉ sống chung với bà ngoại. Còn ở bên nhà của anh Tư thì khá giả hơn, tới ngày làm đám cưới mẹ của anh tư rất là khó khăn khắc nghiệt mẹ tỏ ra cái thái độ kinh khi coi thường chị tư dữ lắm bởi vì chị tư thứ nhất là có bầu trước hôn nhân rồi còn thêm một cái là chị không có gia đình gì hết trơn á nên mẹ của anh tư cứ luôn miệng xỉa xói mẹ không có chấp nhận cái cô con dâu này đâu nhưng mà do anh tư đã có bầu với chị rồi nên hai người mới tiến hành làm đám cưới rồi trong cái bữa đám cưới chị tư cũng thiệt thòi dữ lắm bắt là phải đi cửa sau rồi không có cho rước dâu nữa nhiều thủ tục thấy là bất lợi hẳn cho chị tư luôn nhưng lúc đó đã có bầu rồi chị vẫn cam tâm mà chịu đựng trước khi mà hai người phát hiện là có em bé anh tư yêu thương chị tư ghê lắm cưng còn hơn là trứng mỏng nữa nhưng khi đám cưới về với nhau rồi anh Tư ảnh quay mặt 180 độ luôn. Hồi trước là yêu thương bao nhiêu, bây giờ mỗi lần nhìn thấy chị Tư là anh Tư ảnh tỏ ra cái vẻ khó chịu, ảnh rất là cáo gắt với chị. Mới lúc đầu thì chửi thôi, nhưng từ từ sau đó ảnh đã xuống tay đánh chị rất là nặng. Thời gian đầu còn đánh là bằng vài cái bạt tay, nhưng sau đó dù là chị mang bầu bụng càng ngày càng lớn mà ảnh cứ đánh chị thậm chí là ảnh đấm đá giống như là những võ sĩ ở trên võ đài đang đánh lộn với nhau trời ơi ảnh nhào vô ảnh quýnh chị ảnh đấm đá ảnh dung cước đồ làm thấy ghê lắm chị tư lúc đó đau buồn mà không biết làm sao do khi chị có bầu á là chị không có đi làm được không có kinh tế nên chị mới bị ảnh hất hủi rồi đối xử tệ bạc vậy đó chị bị đánh tới mức những ngày mà con mắt của chị nó sưng húp lên chị không thấy đường gì những người hàng xóm anh ta thấy cũng thương cho chị tư lắm mà đèn nhà ai nấy sáng mà người ta đâu có giúp được chị nhiều đâu chỉ là khuyên răng chị nếu mà ở được thì ở không ở được thì thôi chứ nếu mà anh tư ảnh quánh chị hoài như vậy á chắc chị sống không nổi luôn quá những người hàng xóm thì người ta khuyên như vậy chị tư cũng buồn đau lòng lắm nhiều lần chị nghĩ tới cái chuyện sẽ bỏ hai người mạnh ai nấy sống đi. Nhưng chị sợ nếu mà như vậy thì con nó không có cha, cũng khổ. Rồi giờ chị chưa có kinh tế. Chị không lo được cho con thì thêm cái vấn đề này nó cũng khổ nữa. Tới khi chị mang bầu tháng thứ bảy, bụng nó đã bự rồi. Chị mới phát hiện ra chồng của mình đang lén lút ngoại tình. Bởi vì khi đó mỗi lần mà ảnh đi làm, anh nói anh đi làm, anh đi tới khuya lơ khuya lắc, anh mới về. Còn có khi là anh đi qua đêm nữa. Những lần mà anh về, ở trên người của anh nó có cái mùi hương nước hoa của phụ nữ nồng nặc luôn. Rồi ở trên mấy cái áo sơ mi đó là có cái dấu son của phụ nữ nữa. Khi mà thấy như vậy, chị buồn dữ lắm. Biết là chồng của mình ngoại tình rồi. Chị cũng có nói nhắc nhở ảnh, nhưng mà ảnh nói là ảnh không có. Rồi ảnh tỏ ra cái thái độ bực dọc ảnh đánh chị càng nhiều hơn nữa. Cho tới một tháng sau, lúc này là chị mang thai được 8 tháng rồi. Bố khuya ngày hôm đó, khoảng 1 giờ mấy sáng, chị thấy chồng chạy về. Từ ở ngoài, ảnh tắt cái đèn xe giống như ảnh sợ người ta biết là ảnh đang chạy xe về. Ảnh làm liên la liến lúc, ảnh đi thẳng vô trong nhà. Chị còn thấy là ở trên cái áo sơ mi của ảnh có lắm tấm những cái dệt giống như là máu vậy đó ảnh mới đi thẳng xuống phía sau ảnh tắm ảnh kỳ cọ ảnh làm thấy ghê lắm xong ảnh chưa có vô nhà ảnh mới đi ra tuốt ở phía sau nhà ảnh đốt đi cái bộ quần áo mà hồi nãy anh mặc chị tư cũng tò mò chị bước theo thì khi mà chị đứng ở phía sau nhà chị ngửi thấy cái mùi khói nó sọc lên là ngoài cái mùi quần áo bị cháy chị còn nghe giống như là cái mùi quyết nó bị khét á Chị nghe như vậy mà thấy khói đen nó quẩn 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 xung quanh cái đống lửa đó Chị cũng tò mò lắm, không biết chồng của mình nó làm cái gì vậy Chị cũng đứng ở ngoài Thì chồng của chị sau khi mà đốt xong cái đống quần áo đó đi vô Thấy chị cứ đứng nhìn ảnh chửi chị, rồi kêu chị đi vô ngủ đi ảnh hằng học với lắm Chị Tư thì bị ám ảnh bởi những cái trận đòn của anh Tư Chị cũng sợ, nhanh chóng đi vô trong phòng nằm đó là cái ngày đầu tiên mà chị thấy ảnh có những cái điều kỳ lạ như vậy. Qua mấy ngày hôm sau, buổi tối á, chị không hề thấy anh đi nữa, anh ở nhà không à? mà. Mà ảnh cứ ra cái giỏng ở phía sau nhà, anh nằm, anh đung đưa qua lại. Do chị Tư có bầu, á, chị mệt lắm, cứ muốn ngủ sớm. 8 giờ mấy, 9 giờ, rồi ở dưới quê nữa là chị đã ngủ mất tiêu rồi mỗi khuya mà chị mắc đi vệ sinh á chị đi ra là thấy chồng vẫn còn nằm ở trên võng ảnh ngồi đó ảnh hút thuốc phì phèo chị cũng có nhắc nhở ảnh đi ngủ đi nhưng mà ảnh lại lớn tiếng đạt nộ rồi chửi chị cho tới tận khuya gần 2 giờ sáng luôn chị đi ra đi tiểu á vẫn thấy ảnh nằm ở trên võng nữa thấy cũng kỳ lạ lắm mà thôi chị cũng kệ không có mở miệng nói thêm tiếng nào nữa cả qua thêm cái ngày hôm sau chị mới thấy là buổi khuya chồng lén lúc đi đâu. Một giờ mấy là ảnh lén lén anh đi ra khỏi nhà, anh dắt cái xe, dắt ra tuốt ở đầu ngõ rồi anh mới đề máy đi. Qua mấy bữa đều thấy như vậy, chị cũng tò mò lắm, không biết anh đi đâu mà khuya khoắt quá. Mấy con chó trong nhà mỗi lần là để nó ở phía trước để giữ nhà Mà từ khi sau cái ngày anh đốt mấy cái bộ quần áo kia xong Anh đem mấy con chó ra tuốt ở phía sau luôn Không có cho nó ở đằng trước nữa không biết làm vậy là anh có ý định gì Anh Tư cũng không có ngủ chung với chị Tư một khoảng thời gian rồi Rồi sau này á, anh cũng ra ở cái gián giữa nhà Anh nằm ở đó ngủ Mà anh ngủ á, thường á, thì anh phải tắt hết đèn Chứ còn đèn sáng sáng chói mắt anh ngủ được Nhưng không biết làm sao khoảng thời gian đó Anh lại ra ở giữa gián anh nằm Đèn mở sáng trưng luôn Bữa kia là chị đang nằm ngủ Chị mới nghe chồng ở ngoài này ú ớ la hét cái gì á Chị Tư chạy ra thì thấy là anh Tư ảnh nằm trên giá ngủ mà ảnh đang bị mớ tay chân của ảnh đang ảnh múa máy ảnh làm thấy ghê lắm rồi ảnh còn kêu ảnh nói cái gì đó nhẩm nhẩm ở trong miệng mồ hôi của ảnh tuôn dài ở hai bên vậy nè cái một hồi anh còn dịnh lấy cổ của anh, anh khẹt 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 rồi ảnh mới ngồi bật dậy giống như là ảnh nằm mơ thấy ác mộng chị mới lại chị khiều vai ảnh chồng 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 Chị lại kêu mấy tiếng thì anh Tư mới chật mình dậy Mà vậy trong cái lúc mà ảnh hoảng loạn quá ảnh còn đẩy chị té ngửa ra phía sau nữa Bình tĩnh lại rồi anh Tư ỉm mới quát tháo Chửi là sao chị không ngủ đi rồi còn ra đây làm chi Rõ ràng là lòng tốt của chị mà giờ ra ảnh lại chửi giống như là ảnh trách chị vậy đó Qua mấy ngày hôm sau anh Tư cũng không có đi làm ảnh nằm trên gián chị mới bước lại Vừa mới mở miệng định nói chuyện với ảnh thì anh Tư lúc đó anh có một cái biểu hiện là anh nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của chị Mà cái miệng của ảnh hơi hả hốc hát ra Da dẻ nó trở nên xanh xao Anh Tư nhìn chị mà ảnh sợ dữ lắm Ảnh mới hớt lên cái Ý ừ, á Giống như là ảnh nhìn chị thành một ai đó mà ảnh quản sợ Nhưng mà chỉ một khoảng thời gian ngắn sau ảnh bình tĩnh lại anh thấy là chị Khi ảnh mới tức tối quá Ảnh xuống anh nhào tới đánh chị một cách vô cớ chị không có làm gì ảnh trơn cũng chưa có hề nói gì luôn mà ảnh xuống ảnh đánh chị bầm dập và cũng từ sau ngày hôm đó từ cơ thể của chồng chị phát ra một cái mùi nó rất là hôi thối luôn cơ thể của ảnh hồi nào nó cũng thoang thoảng thoang thoảng cái mùi như chuột chết á dù ảnh có tắm rửa kỳ cọ nhiều lần nhưng cái mùi đó nó không hết cả chính bản thân của anh tư ảnh cũng ngửi thấy ảnh cũng khó chịu nữa nhưng không biết làm sao Dầu thơm thì xịt từa lưa Nhưng mà cái mùi dầu thơm nó cũng không đủ để lấn át đi cái mùi hôi thối đó Không những vậy, ở trên da thịt của chồng chị còn có những cái ban mà đỏ đỏ nó nổi lên những cái mục giống như là cái mục nước á Nhìn sâu vô trong cái mục nước đó là thấy nó ẩn ẩn phần mũ hơi xanh xanh nữa Chị mới kêu ảnh là đi khám hay đi mua thuốc về bôi đi Nhưng mà ảnh cứ nói không sao, không sao nhưng mà theo thời gian cái mùi từ cơ thể của anh tư phát ra nó hôi thối một cách khủng khiếp luôn tới mức mà ảnh đứng ở phía sau nhà chị đứng ở trước nhà chị đã ngửi thấy cái mùi hôi thối đó khi mà chị mang bầu chị đã mệt mỏi trong người lắm rồi không có được chồng yêu thương an ủi mà còn bị ảnh đánh đập bạo hành và cái người mẹ chồng kia cũng đã từng là phụ nữ đã từng mang bầu rồi mà không biết sao người mẹ chồng đó khắc nghiệt dữ lắm cứ luôn miệng là xỉa xói chị cái gì cũng chửi mắng hết nhiều khi bà ấm ức bực bội cái gì bà cũng nhào vô nắm đầu đánh chị ở trong căn nhà này chị tư khoảng thời gian đó bà sống còn tệ hơn những người mà trong cái thời nô lệ ngày xưa nữa và cũng trong khoảng thời gian đó Chị Tư để ý là người chồng của mình á, Ăn uống không ngon ảnh có vẻ lo sợ Đêm nào cũng nằm ngủ mớ rồi la hét như vậy hết trơn á Rồi càng ngày người của ảnh càng ốm lại Phần con mắt nó, nó sâu lúc vô trong Mỗi lần mà nói chuyện với chị ảnh nói vài câu rồi xong ảnh phát cáo lên Tới mức mà chị sợ lắm Cứ kiếm cớ rồi tránh mặt ảnh thôi rồi cho tới cái bữa hôm đó, buổi sáng chị mới đi chợ về ảnh thì nằm trên gián á ảnh vừa thấy chị về cái ảnh túm đầu chị ảnh đánh ảnh chửi quá trời nhưng mà cái lúc ảnh chửi á cái lời phát ra là ảnh vừa nhắc tới tên huyền tên huyền là tên của một ai đó chứ đâu phải tên của chị tư đâu chị tư á là cái tên đúng của chị là chị tư luôn nguyễn thị tư còn cái tên huyền là nhỏ nào chị nghe như vậy á chị cũng hơi rợn rợn rồi hồi cái khoảng thời gian trước á, chị còn biết là ảnh đi ngoại tình mà sau này không có thấy là đi với cái cô đó nữa chị thì sợ lắm nhưng mà chị không có nói rồi cũng không có dám tìm hiểu những mối quan hệ bên ngoài của ảnh sợ là ảnh lại đánh chị nhiều hơn và trong bữa hôm đó ảnh đánh chị mà như điên vậy đó ảnh đánh xong ảnh quay qua mé tường ảnh đập đầu vô trong tường kinh 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 cái đầu của ảnh máu thì tuôn xuống hai con mắt của ảnh đổ quét hả à. ảnh nhào vô ảnh đấm đá chị một hơi ảnh dung chân ảnh đá xuống tới cái bụng của chị sau một cú đạp chị bị té văng vô mé vách tường từ ở cái phần dưới của chị á máu đổ loang ra tới khi mà thấy máu chảy rồi anh tư mới dừng tay lại không có đánh chị nữa chị đau điếng cái bụng luôn giờ chị sợ là con của mình ở trong bụng bị cái vấn đề gì mà anh Tư anh vô tâm lắm, thấy á, vợ của mình giờ có nguy cơ xảy thai tới rồi mà anh không có chở chị đi bệnh viện. Cái mặt của anh cứ đực ra, anh nói, coi sao tự lo đi nghe. Anh vô tâm tới mức đó luôn. Chị Tư lúc đó là không còn đi nổi nữa, chị bò lê lết cái thân của mình ra tới trước cửa nhà, rồi chị bò qua nhà của cái người hàng xóm ở gần bên đó, cầu cứu, cái cô đó tên là cô Sáu qua nhờ cô Sáu đưa đi bệnh viện dùm. Vợ chồng của cô Sáu khi mà thấy chị Tư vậy cũng hốt quản luôn, biết là chị Tư mang thai. Mà bây giờ cái phần dưới của chị máu nó chảy đỏ lồm luôn là sợ lắm rồi. Cũng tức tóc đưa chị lên trên bệnh viện. Mà sau đó chuyện gì tới thì cũng đã tới. Đứa con ở trong bụng của chị không có giữ được nữa. Những người bác sĩ cho chị uống cái thuốc mà ép dục sinh sớm á rồi sau đó là chị sinh cái đứa nhỏ ra là sinh non và đứa nhỏ này á nó đã chết từ sau cái cú đạp của anh tư rồi anh tư ảnh quá là tàn nhẫn quá là ác luôn xong chị tư cũng buồn dữ lắm đau lòng khoảng thời gian đó nhờ của cô sáu ở kế bên á cổ chăm sóc cho chứ không là chị không có biết nhờ ai mà giúp đỡ luôn khỏe khoắn lại rồi chị tư cũng quay trở về nhà của mình chị nghĩ nhờ về phải làm đơn ly dị thôi chứ chị không thể nào sống với một cái người đàn ông tàn độc vợ không thương mà con ruột của mình lại cũng hại chết như vậy chị khỏe khoắn rồi chị kêu ảnh là ký vô cái tờ đơn ly dị đi nhưng mà ảnh nhất quyết là ảnh không chịu ảnh còn nhào vô ảnh đánh chị cái đầu của chị ảnh nắm mà giọng trong tường hứ hứ luôn đầu óc của chị nó sưng lên mặt mày thì bầm tím chị nhất quyết chị đòi ảnh là phải ly dị đi chứ không thể nào sống chung được nữa mà ảnh không chịu ảnh cứ níu kéo chị buổi sáng thì quỳ xuống khóc lóc gian sinh nhưng mà tới buổi tối ảnh lại lên cơn điên ảnh đánh đấm chị quá trời luôn à như xin bổ sung thêm cái chi tiết là khi mà chị tư ở bệnh viện á đứa con nó mất rồi chị phát hiện ra là con mắt của mình từ một con mắt thường nó đã trở thành một cặp mắt âm dương Chị có thể nhìn thấy những hồn ma và thậm chí khi mà chị họp dí với những con ma nào chị còn nghe thấy giọng nói của những hồn ma đó nữa sau khi mà sinh đứa nhỏ ra chị còn nằm lại ở bệnh viện 3 ngày lận trong khoảng thời gian 3 ngày đó thì chính mắt và chính tay của chị đã nhìn thấy những cái vong hồn mà họ chết ở trong bệnh viện á. Có một cái hồn ma kia là bà bầu, rồi cái người đó là bị chết trong cái lúc sinh khó, cả hai mẹ con đều chết luôn. Chị nhìn thấy rõ ràng cái hồn ma của người đàn bà đó. Bà chà, bà ngồi, bà lăn lê lết ở kế bên giường của chị á. Bà rên là bà đói quá, bà đau quá. Không những vậy khi mà đi ngoài hành lang á, Chỉ còn thấy những cái trong hồn là những cái bóng trắng mờ mờ thôi Họ dứt dưỡng đi ở trên cái phía hành lang á, Mà mặt mày của ai nhìn cũng xanh xao hết trơn á. Thậm chí có những người bị thương nặng á, Khi mà họ chết sao là chị Tư đều nhìn thấy như vậy luôn một lần kia chị bước ra ở khu vực mà xe cấp cứu hay chạy ra vô Chị thấy có một cái người đàn ông là cái đầu bị chặn qua một bên tay chân đầy máu me và cái phần xương đùi nó còn bị sốc lên chìa ra khỏi cái phần thịt nữa cái người đàn ông đó cứ đứng vậy đó rồi cái mặt nó giáo giác hình như là cái người đàn ông nó vừa mới chết rồi vong hồn của ảnh nó còn dứt dưỡng ở đây như là ảnh bị lạc vậy đó rồi xong từ bệnh viện về nhà qua ngày hôm sau nữa, chị nhìn thấy là có một cái cô gái. Cô gái này khoảng 25 tuổi, cổ ăn mặc một bộ đồ nhìn gợi cảm dữ lắm, bận một cái váy ôm sát cơ thể rồi để lộ lộ ra một cái phần vòng một nữa. Ở trên người của cô gái đó có những cái vết bậm tím và những cái phần đầu ngón tay thì có dính đất cát. Trên mặt của cô gái này là nó trắng sát luôn, trắng còn hơn là cái màu voi nữa. Và ở trên đầu thì cũng thấy chính đất nó chín đầy vòng vòng ở trên đầu ở trơn ạ à. Và đặc biệt là khi mà cổ bước đi theo sát anh Tư Cái hướng mà cổ quay lại ở sau lưng là chị Tư sẽ nhìn thấy Từ ở phía sau ót của cô gái đó là có một cái lỗm vết thương rất là lớn Và máu chảy dài từ ở trên xuống ướt cả cái váy của cổ Chị nhìn một cái thì biết đây là hồn ma rồi Nhưng mà chị không hiểu Tại sao cái hồn ma này lại đi theo anh Tư Mà đi theo sát anh Tư luôn Những khi mà chị thấy vậy á Chị không có nhìn anh Tư Mà chị nhìn cô gái Cái anh Tư ảnh mới tán vô trong mặt chị hỏi là Mày nhìn cái gì vậy Mày nhìn tao mày nhìn mày nhìn cái gì sau lưng tao Chị không muốn nói Không muốn giải thích thêm gì trơn Chị chỉ muốn ly dị anh thôi Mà cái lúc đó chị khó hiểu lắm nghe khi mà chị bị đánh, cái cô gái kia quay qua nhìn chị chậm chậm, cái ánh mắt cực kỳ khó hiểu luôn. Rồi cái cô gái đó mới lia ánh mắt lại nhìn anh Tư. Nhưng mà khi nhìn anh Tư là cổ lộ ra một cặp mắt đầy hận thù. Chị cũng phần nào đoán ngợ ngỡ ra có phải cái cô này á là tình nhân hay là cái gì đó của anh Tư hay không. Chị chỉ mới đoán thôi chứ không có biết được chính xác qua buổi tối ngày hôm sau khi mà chị đang dọn dẹp đồ để mà chuẩn bị đi luôn giờ anh có chịu hay không thì kệ ảnh chị phải đi ra ngoài chị sống cuộc sống của mình trong cái lúc chị dọn dẹp đồ đạc chị thấy anh tư ảnh nhào ra ảnh không có cho chị đi và khi đó ngồi ở trên vai của anh tư á, chính là cái cô gái đó hai cái chân của cổ quốt vô trong cái cần cổ của anh tư rồi còn một tay á, thì giật lấy đầu khi mà cố giật một cái là anh Tư Anh đưa tay lên anh chụp cái đầu ảnh Giống như là anh bị đau đớn lắm Rồi còn có khi cũ đưa cái tay cũ bóp cái cần cổ Thì anh Tư anh lại hước lên cái Rồi anh ho Tức là anh Tư này không có hề nhìn thấy Dòng hồn của cô gái đó Chỉ có mỗi cái cặp mắt Âm dương của chị Tư là nhìn thấy thôi Chị Tư ba thấy sao mà kỳ dữ vậy ta Mà chị không nói nghe Chị cũng nhanh chóng soạn đồ đạc thì anh Tư lúc đó cản không được rồi, ảnh lại nhào vô, ảnh dùng vũ lực muốn ngăn cản chị. Mà lần này chị kêu la, chị hét lên, những người hàng xóm mới chạy qua. Họ chạy qua, họ chửi anh Tư quá trời luôn. Nói là mày sống tàn ác, vợ con mày không thương, vợ nó đòi ly dị, cái mày níu kéo giữ nó làm gì. Người ta cũng phụ chị Tư là cho chị dọn đồ đi đi, chứ sống với cái người đàn ông này khổ dữ lắm. Sau khi chị dọn đi rồi, chị tới chỗ mới chị mới phát hiện là để quên đồ chị mới quay ngược trở về nhà để lấy khi mà chị đứng ở trước cửa nhà chị nghe anh tư đang nói chuyện với cái người bạn của mình là ở nhà mình nói ảnh mở loa điện thoại lớn lắm chị nghe cái người bạn của anh tư nói là ê cái con bồ của mày á nó chết rồi kìa công an mới phát hiện cái xác của nó lúc mà chị nghe vậy là chị hơi rợn người liền còn cái mặt anh tư lúc đó là ảnh có vẻ sợ hãi Lúc đó chị đang đứng ở ngoài lập cập cái ảnh nghe, ảnh giỏi tắt cái điện thoại đi, rồi ảnh lại níu giữ chị nữa. Có điều cỡ nào thì cỡ chị cũng phải rời khỏi cái người đàn ông tàn ác này. Sau khi chị đi xong, cái qua sáng ngày hôm sau, chị nghe cái cô Sáu ở gần bên nhà của nói là công an tới, rồi bắt cái anh Tư đó đi rồi. Chị cũng chưa có biết vụ gì hết trơn, á, cũng đi về nhà để coi tình hình như thế nào. Cái anh Tư đó do ảnh là nghi phạm lớn nhất Bởi vì những người công an đã điều tra được Anh Tư này có một cái mối quan hệ tình cảm mập mờ với cái cô gái tên Huyền Người ta tìm thấy cái xác của cô Huyền là ở phía sau bìa rừng Cơ thể là được nằm dùi ở trong một cái đống lá rồi cây đồ che lại nữa Nhưng có điều cái mùi hôi thối dữ quá Những người đi đường á Người ta đi ngang qua đây lần theo cái mùi hôi thối đã phát hiện ra được cái xác của cổ và ở trên đầu của cổ có một vết thương rất là lớn rồi nghe vậy là chị tư chỉ đoán rồi chắc chồng của mình nó giết nhỏ bồ nó chứ không đâu mà chỉ mới đoán vậy thôi chứ cũng chưa có biết rõ như thế nào ở trên công an người ta có cái nghiệp vụ là hỏi cung hay lắm sau khi mà hỏi ra anh tư anh đã thừa nhận toàn bộ hai người đã lén lút qua lại với nhau từ khi cái bụng của chị tư nó bự lên á Mới đầu thì anh Tư ảnh định là ra ngoài ăn bánh trả tiền thôi Nhưng sau đó càng ngày càng mê mẩn cái cô gái tinh huyện kia Cái cô gái tinh huyện đó cổ là gái làng chơi nha Thì từ từ riết hai người nảy sinh tình cảm Cuối cùng phát hiện ra là cái cô huyện đó cổ có bầu rồi Cô huyện mới kêu anh Tư cho cổ một số tiền lớn để mà cổ giải quyết cái đứa nhỏ này sau khi mà cổ đã giải quyết xong rồi cổ lại đòi tiền anh nữa cổ cứ đòi tiền anh hoài nên cuối cùng trong một lần nó nói chuyện cãi giả không có đưa ra thống nhất được anh tư đã xuống tay và đánh chết cổ đánh ở phía sau đầu nè là ngay chỗ cái vết thương lớn rồi máu nó chảy nhiều quá cổ mất máu rồi cổ chết luôn sau khi vụ án đã sáng tỏ chị tư cũng không có mấy ngạc nhiên bởi vì từ cái ngày mà chị thấy giông hồn của cô gái kia theo chồng chị, chị đã nghi nghi rồi. Cuối cùng thì chồng của chị cũng bị tuyên án là ảnh ở tù mấy chục năm đó. Còn chị ở ngoài này do có bằng chứng là chị bị chồng bạo hành. Chị đã được phép đơn phương ly dị với ảnh và may mắn là cái phần tài sản của ảnh cũng thuộc về chị luôn. Chị mới đem bán hết tất cả những cái thứ đó, chị dọn đi một chỗ khác ở sau này chị cũng không có còn liên quan dính dáng gì với gia đình của anh tư nữa nhưng mà từ khi chị có cặp mắt âm dương rồi chị cứ luôn thấy những hồn ma nhiều khi mà thấy ma tới mức không biết là đâu là người đâu là ma luôn chính vì điều này nó cũng có những rắc rối riêng cho chị chị còn kể thêm có những lần chị đi tới một cái chỗ ngã tư lớn này ở cái chỗ ngã tư đó chị thấy là có nhiều ngôi miếu được thờ cúng lắm và xung quanh những cái ngôi miếu Chị thấy có tới mười mấy cái dòng hồn có trai có gái Là họ cứ ngồi xung quanh chỗ của bốn góc ngã tư này Mà họ ngồi giống như là những người ăn xin vậy đó Ngồi la lết ở bên đường Có người thì đứng Mà người nào nhìn cũng ốm ròm ốm rỉnh Và ở trên người của họ còn có cả những vết thương Khi mà họ bị tai nạn nhưng mà những cái vết thương đó máu không phải chảy ra là máu đỏ nữa chị chỉ thấy là những cái dòng máu đen ngòm và những cái vết thương chi chít thôi khi mà chị thấy vậy người ta cũng biết là chị nhìn thấy người ta họ cứ nhìn chằm 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 chị vậy nè tới nỗi mà chị sởn hết trơn da gà không những như vậy có một lần chị đi lên ở trên khu vực của một cây cầu chị đã nhìn thấy có ba trong hồn là của ba người một người nữ một cái cụ bà và một cái anh thanh niên đang đứng ở trên cái mé cầu đó họ cứ đứng giấc chưởng mà cái mặt của họ nhìn ra ngoài họ bay lơ lửng ở trên mặt đất một khúc vậy đó không những vậy những khi mà chị chạy ngang qua một cái chân cầu nào đó chị cũng thấy có những vong hồn họ bò ở trên cái mé cầu họ bò lên trên mép mà nhìn cái tướng của họ dắt dẻo ghê lắm Nhìn họ giống như là những cái con trăng nó đang quấn một cái gì đó Chị thấy họ dẻo tới mức mà như không có xương sống luôn Rồi sau này chị cứ gặp cái cảnh tượng ma quỷ đó hoài đấy chị sợ lắm Mỗi lần mà ra đường chị đi chị hãy đeo cái kính đen vô Để khi mà chị thấy những dông hồn đó chị sẽ không có phản ứng đặc biệt Nhiều khi chị đi chị thấy ma mà chị giật mình Cái người mà đi chung với chị người ta cũng bị sợ theo Thoạt đầu chị có kể lại cho những người nào là bạn của chị nghe Sau này người ta nghe ta nói chị giống như bị điên Tối ngày cứ kể chuyện ma quỷ hoài Nên sau này chị có thấy thì cũng im luôn Chị giờ như không thấy Chị cũng không bao giờ dám kể ra cho ai nghe nữa hết Sợ người ta nói chị khùng điên Thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chị Có một điều là dông hồn nào chị cũng thấy hết Chỉ có mỗi dông hồn của các đứa con chị là chị chưa bao giờ gặp thôi đây là toàn bộ câu chuyện của chị Tư mà như được chị Hiếu là một người ở trong dòng hỏi chị Tư gửi lại như vậy ha một câu chuyện cũng rất là cảm động và cái câu chuyện của chị Tư nói về cặp mắt âm dương á nhưng nghĩ đây cũng sẽ là một khó khăn trong cuộc sống của chị tại vì mình ra đường mình cứ thấy ma nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe rồi tinh thần của mình nữa thà như những cái người nào mà không thấy luôn Thì đây là một cái điều may mắn nha Chứ giống như như, nè Hôm bữa như cô kể quý vị nghe là như gặp Ở khu vực Bến Cát ở cái rừng cao su đó Trời ơi, Như sợ gần chết luôn Trong khi cái đứa bạn của Như nó không thấy gì hết Thì như vậy sẽ tốt hơn hả quý vị Rồi bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai Câu chuyện này là Như được chị Nhân gửi lại cho Như Kể về một người ở trong xóm của chị ở trong xóm có cái bà đó tên là bà thi chồng của bà đã mất sớm rồi bà sống chung với cái đứa con trai của mình nhà bà thi thì khá giả lắm bà thi là một người bản lĩnh phải nói là bà một tay buông gánh bán bưng sau này sự nghiệp của bà phát triển thì bà càng giàu có hơn đất đai của bà cũng nhiều dữ lắm nhưng bù lại khi mà bà ra thương trường bà lăn lộn như vậy đứa con trai ở nhà không có được dạy dỗ tốt và một phần là bà thương bà cưng chịu dữ lắm Nên cái đứa con trai của bà Thi nó sanh tật Tính tình rất là háo thắng Bữa hôm đó con trai của bà Thi có dẫn một cái thằng bạn của nó về chơi Hai đứa cũng dễ nhậu nhẹt một hồi Sau đó bà Thi nghe là hai bên cãi lộn qua lại Bà Thi nghe vậy rồi chứ chưa có ra liền Tới khi mà bà Thi nghe cái gì cái rỗn ở ngoài Lật đật bà Thi chạy ra thì phát hiện mà cái đầu của người thanh niên đó là máu chảy loang lỗ ra luôn, máu rất là nhiều. Bà Thi lúc này hơi quản rồi, thấy là cái người thanh niên kia giải đạch 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 lên mấy cái, sau đó là ngừng thở luôn. Hai con mắt của người thanh niên thì cứ còn mở trừng trần, máu nó chảy ở dưới sàn thành một cái dũng rất là lớn. Vợ, con trai của bà Thi thì quýnh quán hết, nó đứng hình. Còn bà Thi bình tĩnh hơn bà thi suy nghĩ giờ là không thể nào để cho mọi người phát hiện được bà với con trai mới đem cái xác của người bạn này nè đem ra ở phía sau nhà để chôn rồi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường luôn làm như là chưa có chuyện gì xảy ra hết sau khi mà bà thi dọn dẹp vậy rồi thì đâu có ai phát hiện ra gì đâu nhưng có điều qua khoảng hơn một tuần sau những người hàng xóm sống xung quanh đây cứ nghe thấy cái mùi hôi thối rồi những người hàng xóm có hỏi bà Thi là ở nhà bà có con gì chết hay không Mà sao nghe cái mùi hôi thúi dữ vậy Bà Thi mới nói chuyện rồi đánh trống lãng cho qua Nói là trong nhà không có gì trơn á Chắc là con gì đó nó chết cặp mé mương rồi nó hôi vậy thôi Và cũng trong khoảng thời gian đó Có nhiều người hàng xóm đã nhìn thấy trong hồn của cái người bạn kia Thấy là anh thanh niên đó mặt mày của ảnh là xanh xao dữ lắm ở trên người của ảnh còn có thấy là dính máu Quần áo thì vẫn mặc đúng là cái áo sơ mi với cái quần jean Rồi ngày nào cũng đi tới đi lui ở trước sân của nhà bà Thi cả Mấy người hàng xóm ta nói là nhìn thấy vậy đó Nhưng mà bà Thi bà nói là mọi người nhìn nhầm Ở trong nhà này có thằng con trai thôi chứ đâu có thằng nữa đâu Mà thấy thêm người nào đó Bà Thi nói giỡn với mọi người vậy đó Thì người ta cũng nghĩ là mình nhìn nhầm thôi Nhưng mà bản thân của bà thi thì bà biết cái mà mọi người nhìn thấy chính là trong hồn của cái người bạn của con trai bà nè trong lúc đó bà cũng sợ là mọi chuyện bại lộ thì tương lai của con bà thi sẽ xong luôn trùng hợp là tới tối ngày hôm đó mẹ của cái người con trai kia đã tới tận nhà của bà thi hỏi là hôm rảy con có tới đi chơi không mà nó đi đâu cái tuần lễ hơn rồi không có thấy nó về bà thi nói là không có biết lâu rồi đâu có thấy ai tới nhà chơi đâu thì bà cũng nói cho qua vậy đó nhưng mà cái người mẹ khi mới nói là hôm bữa nó đi chơi nó có nói là nó sang nhà của cái thằng này nè bà thi mới nói không phải nói ngồi bà thi mới khó chịu rồi đuổi cái người đó về sau ngày hôm đó bà thi mới nghĩ là giờ không được rồi nếu mà cái xác còn để ở gần đây quá cái mùi hôi thối đó từ từ thì mọi người cũng phát hiện canh trong cái đêm hôm khuya khoắt Bà Thi đã cùng với người con đem cái xác của cái anh bạn này ra ở tuốt 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 ở phía sau đất nhà để chôn Đem ra đó thì đinh ninh là ở đây sẽ không có ai nghe thấy cái mùi hôi thối gì nữa hết Còn về cái phần dông hồn của cái anh bạn kia Bà Thi đã lén mời một cái người thầy này tới trong đêm khuya Để cái người thầy đó trấn yểm luôn dông hồn của người bạn Không có cho ảnh hiện ra thêm một lần nào nữa hết sau khi mà người thầy làm xong á khoảng nửa tháng thì những người dân không hề thấy gì hết cái mùi thúi cũng không có còn nghe nữa nên là không có ai để ý gì cả và sau đó con trai của bà thi cũng nhỡn nhơ đi ra ngoài chơi bời như những lần trước nghĩ là bây giờ mình hoàn toàn thoát tội rồi trùng hợp sau đó qua thêm mấy ngày sau có một cái nhóm người này là được thuê về cuốc đất nhưng do ở ngoài phía sau là đất nó rộng lớn quá nhóm người đi cuốc đất thuê này đã đi lộn qua ở bên đất của bà Tư rồi đào đào sao mà đào lên luôn cái xác của người bạn kia khi mà thấy cái xác đã phần nhiều phân quỷ rồi những người này quảng hốt quá la lên rồi cái xác này nè chính là cái anh mà hôm rày đã mất tích bên bển công an cũng tới làm việc điều tra rồi đem cái xác lên nó phân quỷ hôi thối da thịt nó bị bở bở trơn rồi Đặc biệt một điều là hai con mắt của cái anh bạn nó vẫn còn mở trừng trừng cho tới bây giờ. Ở trong miệng của cái anh bạn đó thì bị nhét bùa chú vô trong trỏng Rồi còn đào được xung quanh là những cái lá bùa mà ông thầy hôm bữa đã trấn yểm nữa. Sau sự việc này thì mọi người bàn hoàng luôn. Con trai của bà Thi cũng bị bắt là do cái tội giết người. Còn bà Thi này thì cũng bị bắt cũng bị ở tù luôn do cái tội giấu xác rồi che giấu đồng phạm nè và những người hàng xóm sống xung quanh đây ai cũng ngỡ ngàng thì ra cái lúc trước mình nhìn thấy chính là vong hồn của các anh bạn kia chứ không phải là nhìn nhầm đâu ảnh rất là linh do anh bị chết oan như vậy mà cứ tưởng sau khi mà bị ông thầy kia trấn yểm rồi sẽ không nhìn thấy gì hết Ai dè trời xuôi đất khiến như sao Lại khiến cho những cái người đi đào đất thuê Đào lộn qua Rồi đào luôn cái xác của ảnh lên Mới để lộ mọi chuyện như thế này Bởi vậy có nhiều cái vụ tâm linh ghê lắm quý vị Những người mà người ta chết cả mấy chục năm luôn Mà chết oan ức như sao đó Cuối cùng tới một ngày mà họ hiện về, họ nhập vô xác của một cái người nào đó hợp mạng, họ kể ra, nói là hung thủ như vậy vậy nè. Có một lần như nghe kể là cái người hung thủ đó đã từng giết người mà giết đâu cả năm chục năm trước. Sau này là ông bảy mươi mấy tuổi rồi công an mới tìm tới bắt ổng. Hồi đó là ai cũng ngỡ ngàng luôn. Cứ tưởng một bộ xương trắng sẽ không biết nói nhưng mà không. Dù là cơ thể của họ đã phân quỷ hết nhưng cái phần linh hồn của họ vẫn còn, vẫn phải ở đó cho tới khi họ được giải oan rồi mới thôi. Thì ở trong câu chuyện này á là người bạn của con trai bà Thi cũng dạy hen rất là linh thiêng. Và đây cũng là câu chuyện cuối cùng trong tập truyện ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện từ kênh của Như nha. Mấy bữa nay á, là Như kể nó không có được dài lắm tại vì á, Như vậy ở dưới ngoại nhà của Như là có đám của ngoại ở dưới quê. Nên như kể hơi ngắn ngắn vậy quý vị thông cảm dùm như nghe Nhưng mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thiệt là vui vẻ và thư giãn Sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt ngon Thôi bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị ở tập sau Xin chào tạm biệt, bye bye quý vị Bye bye Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên Câu chuyện này là như được chú thiện gửi lại cho Như sự việc này là xảy ra trước ba của chú Thiện hồi đó Ba chú Thiện hồi đó mới có hai mươi mấy tuổi hà Chưa có gặp mẹ, cũng chưa có sinh chú Thiện ha Bữa hôm đó sau khi ba đi dắt lúa mướn cho người ta về Mà về tối dữ lắm Ba đi ngang qua chỗ cây cầu khỉ này Trước khi mà tới khu vực của cái cây cầu khỉ này Còn 15 mét nữa Ba nghe thấy cái tiếng xì xào Ba mới đi từ từ lại Mà ba đi rón rén dữ lắm thì khi mà ba đi cần lại á, là ba thấy có ba người ba cái bóng đen đang ngồi dưới mé mép mương á do mương lúc này nước chưa có lớn từ cái chỗ cầu khỉ này bắt qua một con mương bề ngang của con mương này khoảng 3 mét mấy 4 mét thấy là bề ngang nó không có dài lắm nhưng mà con mương này sâu dữ trời lắm á nghe ba mới rén rén lại ba nghe thử coi ba cái bóng đen kia nói cái gì vậy tối ngày mơi khoảng cái lúc 10 giờ, có người đi ngang qua đây, tụi nó sẽ bắt cái người đó để thế mạng. Thì ra, mấy cái người mà đang ngồi bên mép sình này không có phải là con người, mà đây là những cái con ma da. Ba mấy tiếng gần lại hơn một chút thì ba thấy rõ ngoại hình của những con ma da, nó ốm thông ốm teo hòa, à, mà cái phần đầu thì nó bự nhô ra, tóc tai thì bù xù. Ba con ma da này hình như là Ba cái hồn ma của người đàn ông. Ba thấy cổ của mấy con ma rất là dài, không biết sao ba thấy vậy á thì sợ quá. Ba đâu có dám tiến gần lại đâu, ba sợ tụi nó phát hiện ra. Ba mới đánh dọc một đường khác rồi về. Thường khoảng cái lúc mà 10 giờ á, ba định về sẽ đi kiếm cá thêm, mà giờ ba nghe con ma gia này nó nói vậy rồi, ba không có đi nữa. Rồi cái lúc buổi trưa ngày hôm sau á là ba có đi tham gia mâm chiều của một cái đám dỗ đó ba mới đem sự việc này kể lại cho những người bạn ở trong mâm nhậu nghe có người thì không tin nói là ba tưởng tượng tùm bậy tùm bạ nhưng mà có người tin nó mới dặn dò nhau là buổi tối đừng có đi ngang chỗ đó vậy nghe tụi nó ở đây lâu lắm rồi có người bắt thế mạng thì tụi nó sẽ được đi đầu thai trong số những người có mặt trong mâm nhậu ngày hôm đó thì có một chú tên là chú Tài, cái chú tài này á cũng là bạn khá là thân với ba luôn mà ba nói chú tài cái chú tài không tin chú tài còn nói là ba thấy tùm bậy tùm bạ rồi ảo giác ra vậy chứ làm gì có ma mà bắt người được ba cũng hết mật khuyên can mà chú tài không có nghe ông chú tài ông nói là tối ngày hôm nay sẽ đi ngang chỗ đó coi coi có con ma da nào không con nào mà ngon hiện ra ổng sẽ lấy cái cây mà ổng có cái, cái đoạn gánh này nè ổng lấy cái đoạn gánh đó đập nát đầu mấy con ma da hết chú tài thì mạnh miệng nói như vậy rồi xong ai cũng e dè trước cái sự hống hách của chú tài hết tới buổi tối vậy hôm đó ba của chú thiện nằm không có ngủ được cứ lăn qua lộn lại thấy trong lòng bồn chồn sao một phần ba sợ hãi là ổng biết chú tài kia có đi ngang qua đó rồi nếu mà đi ngang là sẽ bị ba con ma da này nó chìm đầu làm sao Ba rất là lo lắng cho người bạn của mình Rồi ba nằm ở trên võng á Nằm thiêu 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 cái ngủ hồi nào cũng hay Khoảng 10 giờ là ba vẫn còn nằm ngủ ở cái giỏng đằng trước á Ba nghe tiếng kêu của người bạn mình Tèo Ba nghe giọng nhỏ nhỏ vậy đó Thì ba của chú Thiện nhìn ra Thấy chú tài bạn của ba nè Đang đứng ở trước cửa mà ông đứng sau mấy cái bụi quýt tàu á cả người ướt nhem ướt nhẹp hà từ ở trên đầu tóc xuống quần áo là ướt hết trơn mặt mũi còn dính nước nữa mà da dẻ rất là nhợt nhạt chú tài đứng ở ngoài kia chỉ kêu có một tiếng rồi nhìn ba chầm chầm ba thấy vậy mới đứng lên kêu tại ơi ba lớn giọng kêu nhưng mà chú tài ông quay lưng đi rồi ổng đi một nước luôn ba không biết là chuyện gì đã xảy ra chú tài rồi ba cũng vô ba nằm ngủ nhưng mà đêm hôm đó ba cứ trằn trọc suốt luôn qua buổi sáng dậy mới sáng ra thấy mọi người đã bu đông bu đỏ ở ngay chỗ cây cầu khỉ kia thì ba đã dự cảm được chuyện hỏng lành ba đi lại thì mọi người nói vừa mới vớt được cái xác của chú tài từ ở dưới cây cầu khỉ này nè khi mà người ta tìm thấy là cái xác của chú tài nằm úp ngược xuống cái mặt á thì xuống mé xong cái lưng thì ngửa lên ba cũng quảng hốt lắm ba chạy lại nhìn thì thấy cái mặt của chú Tài chết rất là kỳ da dẻ đã trắng sát rồi do chết tự tối ngày hôm qua hai con mắt của chú Tài thì mở trừng trừng không có nhắm, còn cái miệng thì hả ra, trông có vẻ sợ hãi cái gì đó và đặc biệt là ở hai cái mé cổ chân của chú Tài á có hai ba dấu bàn tay bấu chặt lên trên cái phần cổ chân mà nó in hằn tới mức tím tái luôn những người dân ở đây á ta xì xào nói là ở chỗ này á ma da nó lộng hành lắm chính những con ma da đã bắt chú tài để mà thế mạng vợ của chú tài hồi đó cũng tới rồi vợ của chú khóc lên sốt xuống vợ của chú còn nói là hôm qua khi mà chú tài đi đám dỗ về rồi chú tài cũng có kể lại sự việc Ba có nhắc nhở nè mà chú Tài không nghe Đêm hôm đó vợ của chú Tài cũng đã ngăn cản rồi Mà chú nhất quyết nói là phải đi Vợ chú cản không có được 9 giờ mấy gần 10 giờ Chú quải theo cái giỏ rồi đem theo cái đoạn gánh của mình Đi ngang qua cây cầu khỉ này Thì chuyện gì tới đã tới Những con ma da kia nó đã bắt được chú Tài rồi Và tới buổi sáng thì cái xác của chú tìm thấy Nhìn chú chết một cách sợ hãi như vậy sau đó cũng đem chú tài về nhà để mà mai táng gia đình của chú cũng có phần hiểu biết về tâm linh một chút nghĩ là chú bị chết ở ngay chỗ cây cầu này bị nha ma gia bắt tức là linh hồn của chú sẽ không có đi về nhà được đâu cho nên gia đình mới nhờ một cái vị thầy tới đây để kêu dông hồn của chú tài về nhà mà tới cúng kiến làm lâu dữ lắm ông thầy mới nói là hiện tại không có cách nào kêu vong hồn của chú Tài lên được hết. Bởi vì chú đã bị giam giữ ở dưới đây. Những cái con ma da ở đây nó tu luyện, nó đã có phép thuật mạnh hơn. Bây giờ nó giam giữ chú sâu ở dưới, con mương này không có kêu chú lên được. Cuối cùng cũng đành phải bó tay luôn. Và cũng từ đó về sau, đã có rất là nhiều người thấy dông hồn của chú Tài xuất hiện ở khu vực của cây cầu khỉ này. Sau ngày chú chết khoảng một tuần lễ thôi Là hôm đó có một chú Sáu giờ mấy chú chở ghe hàng của mình đi ngang qua Từ xa Chú đi ghe đó thấy là có một người đàn ông Đang ngồi dắt chẻo ở trên cây cầu Người đó mới chạy lại gần Là thấy rõ diện mạo của chú Tài luôn Da dẻ của chú Tài trắng xác hà Mà người của chú Tài thì ốm hơn So với cái lúc mới chết nhiều lắm nhìn người của chú ốm rút lại mà xương sóc nó lòi trơ ra. Vừa khi mà chiếc ghe gần tới, thì vong hồn của chú Tài á, ở trên cây cầu phóng cái tẩm xuống dưới sông rồi chìm đâu mất tiêu luôn. Và sau cái vụ của chú đi ghe này gặp kể lại, có nhiều người cũng thấy cái vong hồn của chú Tài á, thường xuyên chú lặn ngập như con trái cá gì đó. Có khi là chú thình lình tròi cái đầu lên rồi mở cặp mắt trân trân nhìn mọi người cặp mắt của chú tài á sau này là nhìn càng dữ tợn hơn nhìn cái ánh mắt nó bén ngót à như muốn ăn tươi nuốt sống những người đi ngang qua đây ai thấy cũng sợ cả mà chú cứ lúc thì trội lên lúc thì lặn đâu mất tâm hù người ta như vậy người ta sợ lắm có nhiều người đi ngang qua đây còn bị chú lật ghe những cái xuồng ba lá nhỏ nhỏ đi ngang qua đây là chú lấy cái tay chú nhận một cái là cái chiếc xuồng nó ập ngược lại luôn có nhiều người cũng bị chú nhận nước vậy rồi nhưng mà những cái người đó hơn là không khó bị chết chào khoảng một tháng sau đó kể từ khi chú tài qua đời những người dân đi ngang qua đây là thấy có ba cái bóng đen mà ba cái bóng đen ngồi tẩm tẩm lại với nhau những người dân đi gần hơn thì thấy một trong ba cái bóng đen đó chính là chú tài tức là chú tài đã hoàn toàn bị con ma da nào đó bắt Giờ chú Tài vô thế cái vị trí của nó nè Chú cũng sẽ ở lại đây tìm những người nào mà hợp mạng với mình Chú lại bắt người ta để mà được đi đầu thai như con ma gia trước kia Sau đó nữa có một vụ là cái cô này á cổ chở hàng đi bán Mà cổ về lúc 5 giờ mấy chiều thôi Trời chỉ hơi sụp sụp tối Cổ đi ngang qua thì cổ thấy là có một đôi bàn tay đen sau đó thò lên cái ghe của cổ. Mà cái bàn tay này bắt đầu dài dần 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 rồi chập lấy chiếc ghe lật ngửa qua luôn. Cả đồ đạc ở trên ghe và cả cái cô đó đều bị hất ngược xuống, cổ bị lật úp. Ngay cái lúc đó luôn, người của cô này là bị nhẫn sâu xuống dưới nước, cổ quờ quào tay chân của cổ đã chín bụng sình rồi. Mà hơn sau đó cái cô này đã được người đi ghe ngang qua người ta cứu Thì khi mà cũ lên nó cũng sợ hãi dữ lắm cũng mới kể lại cho mọi người nghe Cái lúc mà cổ bị lôi xuống á, là cổ thấy chính chú Tài Rồi còn thêm hai cái dông nữa Mà những cặp mắt này á, ở cái phía dòng ngoài thay vì là trồng trắng thì những cái hồn ma da kia nó đã chuyển qua thành cái màu trồng vàng và con mắt á, nhìn giống như một con thú chứ không phải là con người nữa, nhìn sợ hãi dữ lắm tụi nó nắm tay nắm chân và có một con ma thì nó nắm đầu của cô lôi gỉ xuống cô tưởng là chuyến đó cô chết rồi không đó mà hên được cái người đi ghe sau ta cứu giúp càng về sau cái chỗ này quá là nổi tiếng rồi những người dân bất đắc chỉ lắm mới đi ngang qua nhưng mà do cái khúc sông này á nó cũng tiện đường để ra một cái khúc sông lớn nên những người dân bắt buộc phải đi ngang đây những lần mà đi ngang đây từ xa là phải xin khấn ở trong lòng để có khi phải mua chuột bằng bánh trái cứ liền đại xuống dưới sông vậy đó thì mới đi ngang qua đây suôn sẻ chứ nếu mà không á đi ngang sẽ bị hù rồi bị lật ghe vậy đó rồi có khi là những cái đầu ở dưới nước thò lên hù cho mọi người sợ dữ lắm xong tiếp theo một vụ nữa là ngày hôm đó có một cái bầy dịch kia nhà của bầy dịch là ở gần với chỗ cây cầu khỉ này Bình thường cái người nuôi dịch đó là có rào lưới xung quanh rồi Mà xui bữa hôm đó là cái lưới nó bị rách ra Nên bài dịch này nó trốn thoát ra hết trơn hà Người chủ bất đắc dĩ phải lùa cái bài dịch về Trên đường lùa bài dịch về cũng đi ngang qua chỗ cây cầu khỉ này Khi mà đi nhiêu con lùa về cũng nhiêu con nhưng qua cái đêm ngày hôm sau thì phân nửa số lượng của bầy dịch đều bị bẻ cổ và nó chết ở ngay chỗ cái chuồng vịt của cái cô đó nuôi trăm mấy con vịt mà nó chết hết phân nửa rồi cái cô này cũng lỗ vốn luôn mà mấy con vịt nó chết một cái kiểu kỳ cục lắm thế gì nó bị cắn đi nó bị con này con kia cắn chết không nói nhưng mà những con vịt này nó chỉ bị bẻ gãi cái cần cổ cái đầu của nó quẹo đeo lại làm sao á và cứ như vậy nó chết không biết cái thế lực nào đó đã giết những con vịt này một kiểu ác độc như vậy Xong qua một cái khoảng thời gian sau Những người dân dở bị hù sợ quá Liên tục mời những người thầy về đây Để trục hẳn luôn những cái con ma da đó đi Lần thứ nhất thứ hai không được Qua tới cái lần thứ ba Thì mời được một cái người thầy giỏi rồi Lần đó mời thầy về ha Thầy không có cúng cái gì hết Thầy chỉ lập đàn ra Rồi thầy múa thầy vẽ bùa phép gì đó Sau đó thầy mới tiến hành thầy bắt ma Thầy bắt lên được ba cái cục đen và để ở phía trên Rồi sau đó thầy mới kêu người dân á Nung một cái đống lửa thiệt là lớn Sau đó thầy mới dục cả ba cái cục đen vô trong đống lửa Khi mà đống lửa nó cháy ngùn ngục, ngục á Những người dân ngoài đây nghe thấy cái tiếng râm rớp râm rớp Rồi họ nghe thấy kêu la, nghe thấy tiếng hét chữ dội phát ra từ ở trong đống lửa đó Và đặc biệt cái đống lửa này khi mà cháy nó phát ra một cái mùi nó hôi thối khủng khiếp luôn nó thối còn hơn là cái mùi ống cống nữa những người dân phải tránh xa ra và bịt mũi lại mới có thể thiêu đốt được hết cả ba cái, cái cục đó ông thầy cũng nói đây chính là ba cái con ma da thầy đã bắt được rồi sau khi mà làm xong xuôi hết rồi thầy cũng nhanh chóng thầy đã trốn đi lúc nào cũng hay bởi vì Thầy sợ là những người dân sẽ trả tiền cho thầy nè Nên thầy đã trốn đi mất tiêu rồi Từ sau cái vụ đó là những người dân mỗi lần đi ngang qua cây cầu khỉ này Sẽ không còn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa Cũng không có bị hù, bị chọc hay là bị lật ghe nữa Còn về cái phần của ba chú thiện Ba cô chú sau đó cũng buồn dữ lắm, nhớ lại người bạn của mình, hồi xưa khuyên không nghe ăn chi để mà bị mấy con mai da nó nó bắt. Cuối cùng nhận lấy cái kết cục là hồn phách nó tiêu tán không còn gì cả. Đây là toàn bộ câu chuyện mà ba của chú Thiện đã kể lại cho chú nghe. Và bây giờ chú biết được tới kênh của Như, chú chia sẻ lại cho Như với quý vị nghe vậy ha. Và đó là câu chuyện thứ nhất, bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai. Chị Mẫn nhớ khi đó là rơi vô đầu của mùa thu, Chị Mận cùng với nhóm bạn của mình tổng cộng là 6 người, ba trai ba gái, rủ nhau tự ở trong Sài Gòn đi ra ngoài khu vực của Hồ Trị An để cắm trại. Cả sáu người đi ra ngoài đem một ít đồ đạc thôi, chứ còn ra ngoài kia lều trại, rồi mấy cái phần bếp đó có chỗ thuê hết trơn ạ à. Nên đi ra ngoài rồi thuê luôn. Bắt đầu dựng trại xong là khi trời cũng sập sập chiều tối rồi, nhóm của chị Mận mới dọn ra nướng thịt nướng. Trong cái lúc mà nướng thịt nướng nghe cả sáu người quay quần ở đây vui lắm, vừa nướng vừa ăn. Có một người bạn ở trong nhóm, cái anh đó là anh Tiễn. Ảnh mới chỉ ra ngay chỗ cái hướng mặt hồ, anh nói là Ê bay, tao mới thấy có cái người nào chạy ở trên mặt hồ á. Đâu có con người nào mà chạy dèo dèo ở trên mặt nước giống như là mấy cái khinh công ở trong mấy bộ phim Trung Quốc chạy trên mặt nước vậy. Nhưng mà anh Tỷ anh khẳng định anh nói là chưa mới thấy một cái người đàn ông chạy trên trển đó Anh chỉ ra thì mọi người nhìn theo đã không có còn thấy gì nữa rồi Ở ngoài mặt hồ rất là yên ả luôn Cách xa xa cũng có những nhóm người ta cắm trại Rồi xong cứ nghĩ là anh nhìn nhầm thôi Sau đó mọi người cũng ăn rồi uống bia nhấm nháp Một lúc sau lại là một người bạn nữa Lúc này là tới anh Tiền Hồi nãy là anh Tiễn nghe Còn bây giờ là tới anh Tiền Anh Tiền á, anh nhìn ra ngoài hồ, Mà mặt mày anh đỏ bẩn rồi Anh nói là thấy nhỏ nào ngoài hồ đẹp gái quá Rồi anh còn đòi xuống tắm chung với cái cô gái đó Anh Tiền anh diễn tả Cái cô gái đó nhìn đẹp nóng bỏng Cỡ mười mấy hai chục thôi Và cổ còn đang mặc đồ bơi Đứng ở ngoài ngoài phẩy phẩy anh nữa trong khi cả nhóm ở đằng đây không ai thấy hết Chỉ duy nhất có một anh Tiền anh thấy thôi Rồi anh cứ sắn nhào nhào Anh đội xuống hồ bơi Bơi thì lúc sáng hay gì còn nghĩ tới Chứ mà bây giờ tối thùi tối thui rồi Đi ra ngoài đó cây cỏ không mày bơi cái gì Cả nhóm mới lôi anh Tiền lại Mà anh cứ nhào nhào lại không à Cái một hồi anh dụi mắt anh nói là Ủa nó mất tiêu rồi Không thấy nữa Ảnh mới chịu quẹo vô ngồi ăn uống với mọi người nữa đó thấy thái độ của anh tiền như vậy mọi người nghĩ là anh tiền ảnh giỡn thôi chứ không có nghĩ là anh thấy thiệt cả nhóm cũng chơi rồi uống cũng ngà ngà mới phát hiện ra sớm giờ lo ăn không quên chụp hình chị mận mới nhắc cả nhóm là chụp hình đi rồi cả nhóm cũng đưa điện thoại lên selfie sau khi mà chụp xong anh tiễn ảnh mới dành lấy cái điện thoại để coi hình đẹp hay xấu chợt khi đó anh tiện ảnh nói là thấy có một cái bóng trắng đang đứng ở phía sau lưng của mọi người cũng đưa tay lên rồi làm cái kiểu hai vậy nè cả nhóm ai cũng hai thì cái bóng trắng ở phía sau lưng cũng đưa lên hai luôn tới chừng mà chỉ lại thì trong nhóm sáu người chỉ có hai người là anh tiễn với anh tiền nhìn thấy còn lại bốn người thì không ai thấy gì trơn sau đó hai bên cứ cự qua cự lại một hồi quý vị biết cái tấm hình đó nó bị gì không chị mẫn nói cái tấm hình nó bị sụp răng sụp ràng hư hết cả tấm luôn không có còn coi lại được nữa giống như là một cái dấu hiệu gì đó kỳ rồi định ra ngoài này chơi à, ai chè Ơi ăn nhậu xong chút cải lộn thôi cũng buồn mất tâm trạng rồi mạnh ai nó trở về liều của người nấy ba người nữ thì ngủ chung một liều còn ba người nam thì ngủ chung một liều mới chui vô liều nằm khoảng 15 phút thôi không có ngủ nghe gì trơn á thì cả nhóm của chị Mận mới nghe thấy cái tiếng chọi bịch bịch bịch. Ai đó đang cầm mấy cục sổ nhỏ nhỏ rồi chọi lên liều, nó kêu cái tiếng nghe bực bội dữ lắm. Chị Mận mới nói với hai chị còn lại, có thể là ba cái thằng ở bên bển á, nó đang chọc, nó quậy tụi mình. Thì ba chị này cũng đợi thêm một chút xíu nữa, coi còn quậy không, mà quậy nữa ra chửi đó. 15 phút sau lại bị những cái hòn đá nhỏ chọi lên trên liều nữa, Vậy nó ồn ào quá đâu có ngủ được Ba chị mới sắn te rẹt qua bên liều Của ba cái anh nam bên kia Đứng ở ngoài kêu chửi quá trời luôn Ba anh đó lú ra Thì ở trên tay nó là đang cầm điện thoại chơi game nữa Mặt ba anh ngơ ngác hỏi lại ba chị Là gì tự nhiên qua đây kiếm mà thấy mặt hùng hổ quá vậy Ba chị chửi xối xả luôn Nói là làm gì ngủ ngủ Bài đặt hù ma chọc quỷ Rồi chọi đồ lên trên liều nữa nhưng mà ba cái anh bạn kia khẳng định nói là không có, không có hệ làm luôn. Thì xong giận quá ba chị cũng về. Về khoảng 15 phút thì ba anh kia lại đi qua, nói ba chị là trả thù phải không? Hồi nãy ba anh nói là không có chọi cái gì rồi, mà sao giờ lại kiếm chuyện chọi ngược lại trên liều của ba anh như vậy? Bởi vì hồi nãy khi mà ba anh nhìn ra là còn thấy có một bóng của người phụ nữ đang đứng ở ngoài chọi, còn nghe tiếng cười hí hí nữa. Nên ba anh mới khẳng định là ba chị ở bên này nè Chọi mấy cái viên đá sỏi qua bệnh để trả thù mấy ảnh trong khi là nhóm của chị Mận bên đây đâu có đâu, hồi nãy giờ đang xài mấy cái kem đồ để dưỡng da đó, chứ đâu có ai qua rảnh mà chọi lại bên bển trả thù làm cái gì. Hai bên cũng cự lại qua lại một chút nữa, rồi xong cũng nằm ngủ. Tới khuya ngày hôm đó, nhóm của chị Mận lại nghe thấy cái tiếng khiều, ai đó đang khều nhẹ 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 trên cái liều ba chị nhìn ra là thấy bóng dáng của một người đàn ông mà tướng nghe cao bộm trợn lắm cái tướng này là không phải của ba thằng bạn mình tại vì ba người bạn của chị á tướng của ai cũng cao cao mà ốm rộm rỉnh à trong khi cái tướng của người này nhìn như lực sĩ vậy đó đang đứng ở ngoài cào một hồi sau chị còn nhìn thấy là có cái bóng của một người phụ nữ tiến gần lại cùng với người đàn ông và cái người phụ nữ kia mới đưa cái bộ móng lên cào một cái. Chị Mận nghe rẹt, chết rồi. Chiến này cái liều nó rách. Ba chị hét toán lên, rồi sau đó dùng vàng một hồi chui ra khỏi liều. Ba anh ở bên bển nghe tiếng hét của ba chị bên này cũng chạy ra hỏi cái gì vậy. Ba chị sợ lắm, nói là hồi nãy thấy có người đàn ông với người đàn bà nào chạy lại đây cào rách cái lều. Và kiểm tra là đúng thiệt, ở trên cái liệu là bây giờ nó có bốn cái dấu mà sải dài xuống như cái dấu bàn tay của mình quào lên á, nó bị rách đét lẹt luôn hơn là cái liệu này nó hai lớp lận chứ mà một lớp á, là giờ nó cũng bị lủng rồi đang nói chuyện tới đây vô tình chị mận nhìn ra ở hướng cái hồ á chính mắt chị mận nhìn thấy là có hai người đang chạy ở trên cái mặt nước đang chạy rất là nhanh ở ngoài ngoài Chị Mận chỉ mới hét lên rồi chỉ mọi người nhìn theo. Khi mà chị chỉ là chị thấy hai cái người đó sau khi mà chạy là họ lún dần 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 xuống nước. Sau đó là mặt nước phẳng lì luôn. Có chị Mận với anh Tiễn là thấy. Chứ giờ bữa nay không ai thấy hết trơn á. Trời ơi chị Mận chị rung lẩy bẩy Chị kể lại cho hai người bạn mình nghe nói là thiệt đó. Trong lúc đang giải thích thì một cái chị này chị đó tên là chị Liên cả người của chị Liên phải rùng mình hen, phải rùng mình trợn hai con mắt ngược lên. Sau đó cái răng của chị chị làm như nè. Chị nhai rồi chị nghiến răng ghê lắm. Chị mới sắn thẳng vô trong cái liều. chị lục chị bới lấy cái phần thức ăn mấy bánh trái snack á, chị mở ra. Chị Liên vẫn ngấu nghiến dồn hết dồn hết những cái mới thức ăn nó vô trong miệng mà ăn giống như người bị chết đói á. Đó. Cả nhóm sợ lắm mới lại hỏi, Liên ơi, mày bị chị Liên? Liên ơi Liên, ai cũng kêu la quá trời luôn mà chị Liên bà cứ như vậy mặt không một chút cảm xúc và ăn hết cái mớ đồ ăn đó sau khi ăn xong người của chị Liên giật lên một cái bả ngã thẳng ra ở dưới nền cỏ luôn những người bạn cũng quảng hốt đỡ chị Liên dậy rồi giật gió bật bật khoảng 15 phút sau chị Liên bà mới thức dậy rồi bà dậy bà nói lạ hồi nãy nhìn ra Chính mắt của chị Liên cũng nhìn thấy là có một cái bóng phụ nữ sắn tự ngoài mé hồ á, chạy nhào thiệt là nhanh tới. Và cái người phụ nữ kia cách trước mặt một mét nữa thôi là chị Liên không còn biết gì nữa hết rồi. Tức là lúc đó chị Liên đã bị nhập rồi đó. Sau khi nghe chị Liên kể lại vậy cả nhóm rất là sợ hãi, sau đó quyết định thu dọn đồ đạc và trả liều luôn mấy anh chị đi ra ở ngoài khu vực dân cư rồi tìm một chỗ nhà nghỉ để mà nghỉ ngơi chị mận và cả những thành viên ở trong nhóm cũng không ngờ hồi trước tới giờ mọi người đi cắm trại ở hồ trị an thì bình thường đâu có chị đâu mà sao tới cái lượt của chị đi cắm nó lại kinh dị vậy và không biết là có những quý vị khán giả nào mình đi cắm trại ở hồ trị an rồi có gặp cái hồn ma của người đàn ông hay là cái hồn ma của người đàn bà nào, giống như là ở trong câu chuyện của chị mận đã gặp hay không hen. Ha? Đây là toàn bộ câu chuyện của chị mận đã chia sẻ lại cho Như như vậy. Bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ ba Câu chuyện này là Như được chị Hà gửi lại cho Như. Chị Hà cũng là sinh viên chung trường với Như luôn, chị học ở trường đại học tài chính marketing ha thì chị hạ là ra trường trước như rồi chị kể lại cái sự việc của mấy năm trước lận lần đó chị học rồi chị ở trọ bên thủ đức á mà chị ở với bạn bè của chị ba mẹ ở ngoài đà nẵng ba vô thì sẵn là thăm chị nhưng có điều cái nhà trọ nó nhỏ xíu à ba mẹ đâu có ở được đâu nên là ba mẹ mới đi thuê một cái chỗ nhà nghỉ này để ở đỡ mới đầu mà đưa ba mẹ vô đây thì ba mẹ cũng xách đồ lên bình thường là lúc đó chia tay nhau khoảng 10 giờ hơn. Chị Hà mới trở lại phòng trọ của mình. Có điều tới khoảng 1 giờ sáng, chị Hà nhận được cuộc gọi, mẹ chị gọi mà vừa nói cái giọng của mẹ run run lắm. Mẹ kêu là tới đây bắt giùm mẹ chiếc taxi đi để ba với mẹ chuyển qua khách sạn khác ở. Chị cũng hốt quảng hỏi là sao vậy nhưng mà mẹ hối là tới nhanh nhanh đi mẹ sợ quá. Tới xong á, chị cũng phụ ba mẹ đem đồ sang một cái khách sạn khác để ở Rồi chị hỏi là ba mẹ gặp gì vậy Mẹ của chị mới kể lại là hồi sớm á, ở trong cái khách sạn cũ ở đằng kia là gặp ma rồi Người gặp không có phải là mẹ mà là ba Trong khi mà hai vợ chồng đang ngủ Ba mới nằm mơ, ba thấy có một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi Nhìn tướng của ông này tinh tướng lắm mặc đồ theo kiểu giống như của những người phú hộ hồi xưa. Ở trên tay của ổng còn cầm một cây quạt nữa. Ổng đứng ở kế bên giường nè, ổng kêu ba. Mày đi ra khỏi nhà tao. Ổng vừa nói vừa nghiến răng, con mắt thì trợn ngược lên rất là ghê. Ba nằm mơ tới đó ba giật mình dậy, thì mồ hôi mồ kê của ba đầy người rồi. Nhưng có điều ba nhìn qua thấy mẹ ngủ ngon quá nên ba cũng không có nở đánh thức. Ba mới ráng nằm xuống ngủ tiếp Ba nằm ngủ không biết được bao lâu rồi Ba cảm nhận được cái lưng của mình hình như nó đang ma sát với cái gì đó Ba giật mình dậy là cả người của ba đang bị lôi đi Chính là cái người đàn ông mặc theo bộ đồ giống như phú hộ hồi nãy Đang chụp lấy hai cái chân của ba mà dở ngược lên Ông nắm, ông lôi cái chân của ba đi sình sọt sình sọt lôi từ khi mà ba nằm trên giường ba rớt xuống ở dưới sàn mà cái đầu của ba đập vô trong cạnh giường là nó cũng đau điếng rồi cứ như vậy mà người đàn ông đó lôi ba một mặt tới ở trước nhà vệ sinh trong khi mà cái người đàn ông đó lôi ba ba cố hết sức ba dùng dãy nhưng mà không có thoát được cái người đàn ông đó sức rất là mạnh ba la quá trời luôn mà mẹ nằm trên giường mẹ ngủ ngon ơ à mẹ không có hề nghe ba kêu gì trơn á cho tới khi mà tới đụng ngay chỗ cái vách nhà vệ sinh rồi Cái người đàn ông mới buông ba Cái hự xuống Trời ơi ba nói ba đau điếng muốn gãy luôn cái sống lưng Lúc đó cái người đàn ông nó nhìn ba trợn con mắt một cái Lập tức là ổng biến mất Ba quảng sợ quá mà người thì đau đớn ê ẩm Ba lọ mọ vậy ba kêu mẹ Ba khiều mẹ mấy cái luôn thì mẹ mới giật mình vậy Ba khiều mẹ dậy thì ba mới hỏi Sao nãy vợ anh kêu em quá trời mà em không cứu anh Mẹ đang ngủ mà không biết gì trơn Mới hỏi lại là ba bị gì vậy Ba lúc đó mới nói là hồi nãy ba mới bị cái hồn ma của cái người đàn ông đó Đuổi ra khỏi đây rồi ổng còn lôi ba dục ở trước nhà vệ sinh nè Giờ nghe vậy không ổn rồi Ba là một người rất là nhạy cảm với cái chuyện tâm linh Ba mẹ trả tiền thuê khách sạn mà còn bị cái hồn ma đó đuổi đi như vậy nữa Giờ biết ở không được Nên là ba mẹ mới gọi chị Hà tới Rồi kêu chị chuyển qua khách sạn khác để ở là như vậy Sau khi mà biết được câu chuyện á Mẹ của chị Hà là người không có gặp chị Trân Mà mẹ còn sợ hãi còn quýnh quán hơn ba cấp mấy lần Qua sáng ngày hôm sau dậy sớm là đưa ba đi khám cái đầu với đi khám cái sống lưng luôn do khi mà cái hồn ma nó lôi ba cái đầu đập nó sưng trụ dù một cục còn cái phần ở ngay chỗ lưng của ba là ở chỗ đó nó hằn lên một cái đường tím ngắt à và đặc biệt ở cái cổ chân của ba còn in lại cái dấu bàn tay của cái người đàn ông nó lôi ba cái chỗ đó bây giờ nó vừa tím tím nó vừa xanh ba đau ê ẩm mà muốn đi không nổi luôn lâu lâu mới có một chuyến đi vô sài gòn thăm con gái rồi định hai vợ chồng vô trong này chơi. ai về ở trúng một khách sạn ma mị như vậy, thành ra ba vô trong này lại thành đi khám bệnh luôn. và đây là một câu chuyện mà ba mẹ của chị Hà đã trực tiếp trải qua như vậy một câu chuyện khá là kinh dị ha. câu chuyện của chị Hà tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện ngày hôm nay. như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Và quý vị ông bà cô chú mình có những câu chuyện mà mình đã trải qua hay là mình được biết. Quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại cho Như thì Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước hen. Như mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối cuối tuần thiệt là vui vẻ và thư giãn cùng với những người thân thương trong gia đình của mình. Và như mong quý vị nghe chuyện xong mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Thôi bây giờ hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị nha. Bye bye.